Vừa mấy năm nay còn được cất nhà bự chứ còn mà vừa mấy năm trước trước ấy không cất nhà tàn nhà nhắc không ha, nước lên tới đâu nhắc tới đó, nước lên tới đâu nhắc tới đó vậy ha. Có đứa nào ăn cái gì chứ? Con ăn rồi. Phát mì người ta phát mì đó, sáng mì ăn. Sao không nấu ăn mà con ăn sống? Đi ăn cho con. Không. Bà bán thằng mì ngang qua giờ còn ngàn bạc cũng đâu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt bên hồ Dầu Tiếng thuộc huyện Tân Châu của tỉnh Tây Ninh. Phía xa xa kia cô bác quý anh chị, đây là núi Bà Đen ha, một cái khu du lịch khá là nổi tiếng về tâm linh ngay tại tỉnh Tây Ninh. Và sở dĩ ngày hôm nay thì Bùi Hồ có mặt ở tại đây để thăm lại cô chú từng là Việt Kiều Campuchia trở về đây. Ở cái khu vực này đó, nếu như mà không có tiếng cười của trẻ con thì trở thành một khu vực sâu thuốc hút và thâm thẳm, thậm chí là rất là buồn. Với những cách khác nhau thì người dân Việt, các cô chú là Việt Kiều trở về đây theo những cách khác nhau. Từng sống ở biển hồ, sau thời gian đánh bắt khó khăn thì cô chú không còn sống ở biển hồ mà trở về đây. Đây là những đứa trẻ của số Việt Kiều Campuchia nè cô bác anh chị. Ở đây thì với hơn 400 hộ nhưng mà được chính quyền hỗ trợ lên tiếng khu dân cư á, thì khoảng 200 hộ, còn khoảng hơn 100 hộ ở tại khu vực quanh hồ Dầu Tiếng như thế này. Đây là mùa khô thì khu vực này á, thì trở nên khô cằn. Tuy nhiên khi mà nước lên á, thì khu vực này trở thành một cái giống như là một cái đầm lầy cô bác anh chị. Và để tìm hiểu về cuộc sống của người dân là cô chú Việt Kiều trở về đây sinh sống và vì sao lại sống ở tại khu vực này, thì Bùi Hồ mời cô bác anh chị cùng với Bùi Hồ vào trong gặp bà cụ ha. Đây là những cái căn nhà rất là tạm bợ được dựng lên sau thời gian sống ở biển hồ Campuchia. Nếu như mà tính về đường bộ, cô bác anh chị biết không, thì đi đường bộ từ đây đến biển hồ khoảng một ngày thôi. Nhưng mà vừa sống với công việc là đánh bắt nè, và thành thử là không nỡ bỏ những cái chiếc ghe đã từng gắn bó với mình, nên là nữ là cô chú phải đi đoạn đường rất là xa theo đường thủy tại đây hả cô bác anh chị. Bà ơi, bà năm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi? 70 chẳng. 70? Dạ. Bà ở nhà là sống với ai? Ở có một mình ha. Có một mình thôi. Dạ. 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 Lúc trước là bà sống ở Campuchia à? Dạ. Và bà về đây lâu chưa? Lâu rồi. Bà về năm nào? Về trước nhỏ đó, năm đó. Là năm 2010 mấy chị bà? 2016 gì đó. 2016 ha. Dạ. Lúc trước thì bà sống ở Campuchia, bà làm công việc gì? Cũng văn lưới, văn lưới, văn câu đồ gì đó. Dạ, sống cho qua thời buổi gì vậy chú ơi. Rồi sau đó thì bà về đây bằng cái phương tiện gì? Về đây đó thì về bằng xe. Về bằng xe? Dạ. Dạ. Xe đưa về. Dạ. Mà khổ lắm chú ơi. Sao ngày mấy đổ vừa mấy năm nay còn được cất nhà bự chứ còn mà vừa mấy năm trước ấy không cất nhà tàn nhà nhắc không ha. Nước lên tới đâu nhắc tới đó, nước lên tới đâu nhắc tới đó vậy ha. Cất nhà nhắc hả? Dạ, cất nhà nhắc không ha. Dạ. Cất cái chổng gì á, chổng ta bán đó. Rồi mua về anh em người ta cho tiền đi mua. Mua về cất. Các trời ơi, đau khổ lắm chú ơi. Bà về đây bà có giấy tờ gì không? Có đi trình á. Có trình xong giấy tờ hết rồi. Dạ. Rồi về đây thì bà sống với công việc gì? Tôi có sống cái gì đâu. Đi lượm ép chai. Năm ba bữa vậy đó. Đẩy cái xe đi lên gì nè, lượm ta bỏ đó. Rồi lượm rồi cái qua ngày sau cái đi xuống tới dưới. Mạnh ai nấy lượm mà mạnh ai nấy sống vậy đó. Lượm ve chai. Dạ, lượm ve chai á. Mang cái tiếng là Việt Kiều nhưng mà về đây phải lượm nhặt ve chai hả? Dạ. Nhưng mà con muốn hỏi là vì lúc mà sống ở Campuchia dạ, thì một khó khăn lắm sao mà bà phải theo dòng nước bà về đây? Trời ơi, khó khăn lắm chú ơi.
đi văn lưới rồi cũng mắc đóng tiền, thấy không? Mà về mà cho ấy thì trễ buổi trễ gì nó quánh nó đập nó chết người ta, khổ lắm. Hiện nay rồi, là bà con mình còn ở trên đó nhiều không bà? Con cũng bụng. Lúc đó là bà đi về biển Hồ là đi theo ba mẹ hay là sau này bà mới đi? Ba mẹ tôi mất rồi. Mất ở Campuchia luôn? Dạ, mất tại Campuchia. Dạ. Được ông chồng này là sống với ổng đó là về đây ổng mất năm nay là 45 năm rồi. Còn mình hai vợ chồng về? Dạ, về hai chồng. Có con cái gì không bà? Có con mà con nó ở khu dân cư Vĩnh Đứa. Vĩnh Đứa nọ nó mới ở bên ấy, nó mới về đó. Dạ, được lên khu dân cư một đứa con rồi. Dạ. Dạ. Còn mình tôi về trước hơn con tôi một năm mà nó không chịu đưa tôi lên. Nó biểu tôi là coi gia đình con rộng là ở chung đi. Rồi ông chồng tôi nói ở chung sao được. Ổng thì người niệm Phật, trời niệm Phật. Rồi con cái này cứt đái không rồi làm sao. Bây giờ thì bà có muốn quay lên đó thăm một số người hàng xóm ở trên kia không? Trên miền á hả? Tôi chắc không đi đâu. Về đây chung nhau cắt gốm là nữ có gì ăn nói hả bà? Dạ, có cơm ăn cơm mà có cháo là ăn cháo. Dạ. Người ta cũng rủ tôi đi hoài á, tôi không đi. Bà lúc mà ở trên đó cái giai đoạn nào mà khó khăn nhất hả bà? Trời ơi chú ơi, nói không hết đâu. Nước lên nước giật cái gì á, rồi nó mình mà lui không kịp rồi nó chửi đuôi ma đuôi âu gì đó thôi, nó chửi hết chất chữ rồi chữ tám. Trước đó thì đánh bắt thì không có chữ, nhưng mà sau này họ mới từ hồi nào những hồi nào giờ nó chửi vậy à. Ở bên Việt Nam ở một bên, bên miên ở một bên, Campuchia. Dạ, Campuchia. Nước lên lại đi vô gì nè. Miên ở một bên đi rồi Việt Nam ở một bên. Nhưng mà con nghe nói là mình phải đóng thuế nữa. Ừ. Đóng thuế à. Dạ. Lưới nhỏ đóng theo lưới nhỏ, lưới lớn đóng theo lưới lớn. Mà không đóng nó gì ha. Mình ra ngoài biển mình mà làm ha. Nó theo kiểm nó theo nó bắt á. Dạ. Bà đang làm cái công việc gì đó? Ừ. Bà đang làm cái công việc gì đó? Tôi hả? Dạ. Tôi xúc cái này đặng đem về trồng rau ăn. Con thấy cái ngón chân của bà kìa. À, ngón chân tôi là nó có tật từ nhỏ tới lớn nè. Dạ. Bác anh chị biết không? Từng sống thời gian lên đên trên biển Hồ Campuchia, vì nơi đó trước đây rất là nhiều thủy hải sản, đánh bắt ở đó được nhiều cá tôm lắm. Dạ. Nên là nữ là ngược dòng sông Mekong thì cô chú anh chị lại ông bà của bà cụ này nè là phải lên đó đánh bắt nhằm mong cái cuộc sống nó tốt hơn. Tuy nhiên sau thời gian đánh bắt thì lại không thuận lợi vì nhiều yếu tố. Một là nguồn lợi thủy sản lại cạn kiệt nè. Hai là họ làm khó từ cái việc mà mình đánh lưới thì mình phải đóng thuế. Đó, rồi mình ví dụ mua theo khung giờ nha. Ví dụ mua 4 giờ, 8 giờ mà mình đánh lố thì mình sẽ bị đánh. Đó nên là nữ bị oi ép rất là nhiều nên chịu không nổi nên đến thế hệ của bà nè. Phải trở xuôi dòng sông Mekong trở về đây. Có những người về theo những cái cách khác nhau. Riêng bà thì đi bằng xe. Có những cô chú là phải neo những cái chiếc xuồng á. Những chiếc xuồng neo về. Mặc dù mưa gió bão bùng, có con nhỏ luôn nhưng mà vẫn phải neo về đây. Làm sao mà để phải trở về lời quê hương. Mà trong thời gian gần ấy, thời gian khoảng mấy chục năm mà sống ở trên cái chiếc xuồng á, là cô bác quý anh chị biết là những cái chiếc xuồng đánh bắt á có những cái mái che đó, giống như là một cái nhà. Và nếu như mà cắt cao quá thì gió trên biển Hồ á nó sẽ lật úp cái chiếc xuồng luôn. Còn nếu như mà cắt thấp á thì các bà phải đi khom như đi khom vậy đó, bò chứ không phải như ở đây mà không phải được đi được thẳng lưng như thế này. Và cô bác anh chị có thể thấy được các đứa bé mà lớn lên trên những cái chiếc xuồng á, chiều cao là phát triển không có cao bằng những người sống ở trên đồng bằng. Hai là cái đôi chân này nè, cái đôi chân này là do không được đi rồi ở trên xuồng phải bò không nên đôi chân này yếu. Bà bây giờ có bị khớp chân rồi không bà? Tôi bị khớp chân này nè. Về đây là uống thuốc uống men nào đỡ lại. Đạp xe không được luôn đúng không? Đạp không được. Chỉ đi xuồng là quen thôi chứ đạp xe không được đâu. Dạ. Rồi bây giờ về đây là có đánh bắt quanh biển Hồ gì không?
Không hả? À, người ta mới về nhà qua nhà kia ở ở biệt hồ gì đây nữa nè. Ở đâu? Bây giờ còn ở dưới đó không? Không có, về ở đó trên kia kìa. Dạ, về vợ chồng con cái gì về, về hết rồi mà không có về xuồng nha, về xe luôn. Dạ. Về xuồng quá sợ rồi, nước chảy á. Dạ. Nước nó chảy quay người ta sợ nó chìm. Nghe bà cụ nói một cái nhà gọi là nhà nhắc. Nhà nhắc có nghĩa là nước lên tới đâu mình nhắc, nhà lên tới đó. Nước lên tới đâu mình nhắc tới đó vậy. Và cái nhà chắc có lẽ tài sản quý giá nhất là cái chiếc giường. Ừ, có cái đúng giường ha. Dạ. Chứ không có cái gì chân. Dạ. Bà năm nay là 70 70 chẳng à. 70 chẳng. Dạ. 70 chẳng. 70 chẳng rồi. Nhưng mà sức khỏe cũng còn tốt ha. Dạ. Về đây thấy cảm thấy hạnh phúc hơn ha bà ha. Dạ. Cảm thấy người Việt mình đồng bọc nhau hạnh phúc hơn. Ta rủ tôi về dưới đi, ở biển hồ tôi nói không. Không về đâu. Rồi tiếp tục, đây là một cái căn nhà mà chắc có lẽ là chị này đang dựng dang dở bởi những cái cây cũ, những cái cây tạp á, cây còng, cây bạch đằng gì đủ thứ hết. Ngôi nhà này, dạ, ngôi nhà này sở dĩ cắt cao như vậy á là để chống lũ nha cô bác chị. Nước mà nó lên tới mùa nước, nước nó lên tới trên này luôn. Chị, dạ chị tên gì ha? Tên Ngọc Mai. Chị Mai là về đây được bao nhiêu năm rồi? Dạ, về 9 năm rồi. 9 năm rồi. Dạ, 2016. 2016. Vì sao mình về đây rồi mình về bằng phương tiện gì? Về xe, mở xe. Dạ yeah. Dạ yeah. Mở ông chảo 1 triệu bạc tiền miên á. Ờ, tiền 1 triệu. Tiền này cũng 5 triệu á. 1 triệu ghi là khoảng 5 triệu tiền Việt. Dạ yeah. Cho cả gia đình. Dạ yeah. Rồi ở nhà mình có mấy hộ, mấy người, mấy nhân khẩu? 4. 4 người. Chồng chị đâu? Chồng em lên bàn thờ nằm chứ nè. Ôi sao vậy? Mới chết thì năm rồi, mẹ con, mẹ giá con một rồi. Bây giờ trở thành mẹ đơn thân. Dạ yeah. Cây anh, người ta thương tình ta cho không nè, cây anh, thiết người ta cho không. Anh sao mất? Bị bệnh. Bệnh phổi á. Anh nhiêu tuổi hả? 34 tuổi. 34 tuổi. Chị năm nay nhiêu rồi? Năm nay 36. Lúc trước là anh với chị làm gì ở trên đó? Trên đó trên miền với giăng lưới. Giăng lưới. Đánh lưới rồi về đây cũng đánh lưới. Giăng lưới lúc đó là bao nhiêu được bao nhiêu bao nhiêu mỗi ngày thu nhập được bao nhiêu tiền tiền ghi á? Tiền ghi á thì bữa là 70-80 ngàn, 100 ngàn tiền ghi á. 70-80 ngàn là 8 × 5 nhân 4 thì là khoảng 320-350 ngàn tiền Việt Nam. Một bé 8 tuổi, một bé 6 tuổi ha. Dạ. Giờ đây thì chị làm gì để nuôi bé chị Mai? Giờ ở không, vậy tới mùa mì đi chặt mì. Vậy hả? Dạ, chặt mì mướn cho nó. Ừ. Ngôi nhà này người ta cho mà chưa có tôn hả? Dạ. Trời ơi. Nhưng mà đó người ta cho được 3 miếng thiết rồi còn để thì chưa. 3 miếng thiết cục nghỉ có tới đâu đâu thôi. Dạ hả? Anh cây này cũng người ta cho không đó. Ta gỡ nhà cũ người ta ra, ta cho lại. Trời ơi. Đứa 6 tuổi, đứa 8 tuổi hả? Dạ. Hai bạn nào đâu? Hai bạn này với bạn này. À, hai bạn này là được sanh ra ở Việt Nam hả? Dạ, đứa này Việt Nam, đứa này sanh trên Cam. Trời. Sanh rồi về luôn, được tháng mấy về đây luôn. Nhưng mà vì sao là mình phải về à? Mình ăn nó cảm khó khăn quá rồi. Vậy hả? Dạ, lũ vỏ, lũ xuồng ra là nó bắt bỏ tàu. Người mặn không được, rồi, sống không được, khó khăn quá rồi về đây. Nương nhờ ở đây, hồi đó cũng gốc gác ở đây. Gốc gác ở Tây Ninh này luôn? Dạ. Là lúc trước là chị vẫn sống ở trên cái biển hồ luôn? Dạ. Rồi theo cha, theo mẹ về trên Cam, chảnh ở, chảnh có chồng, chảnh. Có chồng rồi chảy về đây lại. Chảy về đất quê của mình, trong nhà cắt cúng ở đây. Là lúc đó là chị theo là ba mẹ là lúc chị còn nhỏ hay sao? Dạ. Lúc đó mới được 7-8 tuổi à. Về đi theo cha mẹ lên Cam lại. Về đây thì lúc mình về đây mình có dự tính là mình sẽ làm cái công việc gì không? Nhờ ai kêu mặn gì thì mặn đó, mặn hồ không à. Đâu có xuống nước được với người ta đàn bà mà. Nhờ có chồng thì chồng xuống nước, xuống biển đập cá đánh cá. Bây giờ hả đàn bà giá rồi ở trên nhà mặn chuyện trên nhà trên bờ. Rồi chặt mì ai mướn mặn gì thì mặn đấy à. Rồi bây giờ anh mất về đây không có đất thì mình tá túc ở đây thì anh ăn ngủ ai nghỉ thì sao? Chôn ta có nghĩa trang cho mình chôn á. Ở đồng rùm này nè. Đồng rùm á, ta mở nghĩa trang chôn. Lúc mà hai vợ chồng rời khỏi Campuchia thì mình về đây mình có nghĩ rằng là mình sẽ làm cái công việc gì ở đây không? Hay là cũng nghe người ta nói là về đây mà mướn với đánh cá. Thì cũng ban đầu về đây đang đi bằng mướn đánh cá vậy. Chứ mình không có thông tin gì ở dưới này để làm, chưa dự định gì về công việc đây để làm gì hết. Dạ.
nghe tao nói là mặn mướn với đánh cá hay đi mặn công trình đồ vậy đó. Rồi chặt mì đồ. Cái nghe sao người ta cái đi về đây rồi thấy chồng thì không có mặn cái ngày trên bờ được, cho chồng đánh cá, rồi đàn bà thì phụ nữ thì mặn ngày trên bờ. Ở đây là công trình với đi chặt mì, nó mướn mình chặt mì mình đi chặt. Ở đây là còn bao nhiêu hộ chị? Còn cũng lối là gần 200, có 190 à. Tính gánh tẻ gia đình thêm cũng 200. Có vợ có chồng tẻ ra. Mình về đây thì mình có hộ tịch gì, có căn cứ gì chưa? Chưa, hẹn ít năm thì mới có. Hẹn năm tới. Có căn cước rồi thì mình xin việc làm công ty đổi dễ hơn. Dạ, có thẻ căn cước mình vô công ty mình mặn được. Mà lúc trước á, anh với chị về thì không có được ngôi nhà giống vậy luôn hả? Hồi đó về là mua cái giường á. Mua cái giường rồi cắt cái nóc mui lên ở trọn trong cái giường, hai chồng mới được đứa con ở trọn trong cái giường đó. Một cây không có nữa, đi xin cây người ta trong ngày là cây giường cây su á, cây xin cây nhánh á. Về là làm cái nóc mui. Rồi lúc đó mình vậy thì việc đi vệ sinh tắm rửa là sao? Đi xuống nước nó tắm không đó, đi vệ sinh cũng xuống nước đó. Hiện giờ cũng vậy đó, cũng đi xuống nước. Chứ người ta đâu có cho mình mặn phòng cầu trong nhà. Chứ là phòng cầu trong nhà tới tiện nó hôi rái. Rồi bây giờ cái ngôi nhà của mình vậy nè, rồi tối ngủ thì sao? Cũng ngủ vậy, mẹ con vẫn rút nhau cực ngủ vậy. Cho em lên coi được không? Dạ, lên. Trời ơi, sạch tôi mà xài. Trời trời trời. Đây là anh mới mất được một năm thôi hả? Dạ. Trời ơi, xích vô trong chị. Mới về mà mán tan. Mới xong, mán tan xong. Mới lót được có nhiêu hay nhiêu đó hả? Dạ, thiếu dáng mới lót được con khúc. Còn nhiêu thiếu hết trơn. Chưa có đủ dáng. Khủng khiếp hả? Người ta hứa cho mà không biết chừng nào ta cho. Bây giờ mà đỡ khúc nào ở khúc nấy vậy, ta hứa ta cho nữa. Một mình mà anh mất rồi bây giờ mọi chuyện chị lo toan chắc tủi thân dữ hả? Thế chồng rồi đi mặn nuôi con. Bây giờ chị có mong ước gì không chị Mai? Mong ước được có cái nhà ở với người ta. Nhưng mà đất ở đây là chỉ ở tạm thôi chứ dạ, đâu được cắt kiên cố. Ở tạm, ở đậu vậy thôi. Tại vì mình ở trọ đây mình cũng đâu có tiền, không có giấy căn cước thì đâu có mướn trọ được. Dạ. Rồi không có tiền nó đâu mà đóng trọ. Giấy không à. Rồi mình mặn không được cũng đâu có tiền đóng trọ đâu. Đi chặt mì bển cũng vậy đó. Mướn phòng trọ ở một tháng vậy là nó ăn rẻ như người công nhân đi chặt mì đó. Chặt mì ngày nhiêu? Ăn tấn là tháng một ngày vậy là 230 tấn. Rồi phòng trọ thì một tháng ăn 600 ngàn. Người ta mở phòng trọ đó ra là cho những người đi mặn mì á. Rồi đó ngủ cho mướn. Ở đây là hai ba dãy nhà, một dãy nhà bên kia đó cô bác anh chị. Dãy nhà này với dãy nhà đằng sau nữa. Ở đây nó bốn dãy nhà. Ở bên đó hai dãy mà hai dãy đông. Bên đây hai dãy thì nó mỏng. Về đây mà mặc dù cuộc sống nó có khó khăn tí xíu nhưng mà trên đất quê hương thì là nữ đó thấy nó cũng hạnh phúc hơn. Con tên gì? Ngọc Diệp. Ngọc Diệp năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Nói chú nghe là 8 tuổi. Con 8 tuổi. Con có được đi học không? Con học lớp mấy? Lớp 1. Lớp 1. Bây giờ con nghỉ hè chưa? Nghỉ rồi. Sao mà 8 tuổi mà học mới lớp 1 vậy? Dạ, con chưa học được nữa. Con mới học được. Con có tiền, học dễ. Con nói chuyện tiếng Campuchia được không? Không. Không hả? Ở nhờ hơn là chị ở đó ở trên mặc dù xa quê nhưng mà dạy cho các bé nói tiếng Việt á nên các bé nói khá là tốt ha. Cô giáo của con tên gì? Cô Lai. Cô Lai. Trường con học cách đây xa không? Xa. Xa. Ngày con đi học được nhiêu tiền? Năm ngàn. Năm ngàn đó thì con sẽ ăn cái gì ta? Con mỗi ngày mua xôi ăn. Mua xôi ăn. Có ngày nào đi học không có tiền không? Không hả? Rồi mẹ làm không có tiền rồi tiền đâu đi học? Con xin ngoại. Rồi quần áo mới thì sao? Quần áo đi học á? Quần áo mới thì cô lấy phát về. Cô phát về ha. Trời ơi. Ở đây là bữa ăn của mình đó hả chị? Dạ.
10 xuống mây mà 20 ngàn đó mẹ con ăn được 3 buổi. 3 ngày hả? 3 buổi? 3 buổi cơm. Ngày rưỡi ha. Dạ. Trời ơi, muối đường bột ngọt để trong cái sọt á. Ngày mua về để nó canh thì kho vậy ăn thôi. Đâu có rau củ gì đâu, chỉ có thịt thôi hả? 30 ngàn hả? 30 ngàn ăn 3 bữa, bữa ăn 10 ngàn. Trời. Em hỏi thiệt nè, ví dụ như các bé đang khỏe mạnh thì bệnh hoạn người tiền đâu lo? Cũng mua thuốc cho nó uống vậy chứ. Mưa ho thì đi mua thuốc ho. Có tiệm bán ho nè. Thôi đó anh mất việc. Nóng thì mua thuốc nóng cho uống. Anh mất chị cái căn bệnh gì? Bệnh phổi. Ho phổi. Rồi xây qua bắt đầu đi nhà thương khám người ta coi là viêm viêm phổi. Viêm hết nữa khúc dưới á. Thúi đen, nấm đen. Rồi chị không nổi chết. Trời ơi. Chết cái thay đó chừng 20 kg, còn cái xương với cái da không mà chết thịt không còn miếng nào. Giờ này chưa ăn cơm mà sáng có được các bé có được ăn sáng uống sữa gì không? Chưa có đứa nào ăn cái gì chứ. Con ăn rồi. Phát mì, người ta phát mì đó, sáng mì ăn đó. Mì ăn. Sao không nấu ăn mà con ăn sống? Mì ăn cho con. Gói mì này là bạn cho chứ không phải mẹ có nữa đúng không? Mẹ con bán rồi. Vậy hả? Bán lấy tiền mua đinh đóng nhà. Cái gì? Bán lấy tiền mua đinh đang ngồi đóng ở nhà nè. Trời. Người ta cho mình thùng mì. Dạ. Mình bán mình lấy tiền mua đinh đóng nhà. Dạ. Chứ không có tiền. Thùng mì bán lợi nhiêu tiền? 50 ngàn. Mua được mấy kia đinh? Mua được ba. Được đinh thì 1 ký 30 ngàn. Mua được 1 ký rưỡi đinh. Tự đóng hay là có thơm mượn người ta đóng phụ không? Nhà đóng phụ nhà. Ai tao đi mặn có ai thì vợ đâu quẩn đóng với mình đâu. Tự đóng lên. Mặn cái nhà này là 4 tháng rồi. Từ ngày chăng ăn Tết vừa xong rồi khởi nghĩa nhà. Từ cái tháng Tết đó tới giờ là 4 tháng. Ăn Tết xong là khởi công cắt nhà. Dạ. Mà cắt xong là từ kiếm từng cây bây giờ 4 tháng vẫn chưa hoàn thành xong. Chưa hoàn thành. Nhà tre mà cắt giống như là dạ. Cái này đinh 7 phân cơ. Này lượm lại hả? Dạ. Đinh mua ngày qua đó. Bác mì mua đinh đang đóng nhà đó. Đóng nhà lỡ có cái nhà mà đói bụng người xài tiền đâu. Tiền không về mẹ con ăn chao rồi, mua hủ chao ăn nè, cái tiền đưa mua đồ ăn. Mua hủ chao ăn không hả? Dạ. Rồi gạo đâu? Ê, gạo nhà nước cho ngày hôm qua được 5 kg. Trong đó trời ơi trời. Ngày qua đi lãnh được 5 kg đâu. Như được 10 bữa nửa tháng vậy cho một lần 5 kg, 10 kg ăn hết tới người ta cho nữa. Chứ dư thì không có dư. Cho vừa đủ ăn. Cái 5 kg hả? 3 5 kg cho qua còn có bao nhiêu. Cho qua 5 kg. Được một thùng mì về bán với tiền mua đinh luôn. Được 5 cái lô với gạo với thùng mì. Chưa nấu cơm ăn luôn. Nấu cơm bằng gì chị Mai? Cơm bằng lò ga. Lò ga, bếp ga mini đó hả? Bếp ga nhỏ đó. Cô bác của anh chị biết không, khi mà Bùi Hồ vô đây á là một bầy chó nó sủa quá trời, nó sủa luôn. Nhưng mà đó là cái cách nuôi chó để giữ nhà, nhằm khi có những cái đại nhà không có cửa nẻo vách nên chó là một cái hình thức mà nó bảo vệ cái xóm nhỏ như thế này, xóm Việt Kiều của cô chú như thế này. Gần 200 hộ thì vẫn rất là nhiều nhân khẩu nha cô bác anh chị. Ủa sao còn có 1 ngàn vậy? Còn có 1 ngàn bạc nó cũng đau. Bán thằng mì ngang qua giờ còn 1 ngàn bạc mà cũng đâu. Trời ơi. Mẹ nó cắt đâu nghe mẹ không bỏ đi. Còn có 1 ngàn mua miếng đá uống nè. Này à? Mẹ không lấy. Ở trên hình đó là ai vậy? Hình bên đó hả? Ông ngoại con. Ba con. Hình ông ngoại. Ông ngoại đâu? Ở trên đó kìa. Trên nào? Đâm lo qua đây đài. Bắt phải ông ngoại hình ba kìa. Ba con trả lời, chú tài trả lời hình ba kìa. Ba con mắc lâu chưa?
Đi lâu rồi. Sao ba mất á? Bị bệnh phổi á. Con nhớ ba không? Nhớ. Mỗi ngày ba về ba nhát con chạy xuống bến không. Ba nhát sao? Ba về ba ngoạn ngay cái chỗ này là ba nhát. Trời, ba nói gì? Ba không nói gì hết, con không nghe. Ba ngồi chỗ đó đó hả? Con thấy cái bóng đó. Chết, cái nằm trong chỗ buồn vậy nè. Tôi gì nè, chết. Trời, nghe cả nơi như thế này. Lúc chưa chết, cha với mẹ nói ai ngủ trước thì mẹ ngủ. Ai vợ ngủ trước đi, chứ cãi lộn hoài vậy á. Cái cha chết mẹ khóc hoài. Ngọc Phần nói với con cha chết đây cà chị hai. Trời con hức gì? Con thấy cha. Cha bệnh rồi mình đâu có ngủ được. Rồi chắc kêu giờ kêu mình ngủ đi. Mà đừng có lo tôi, mà ngủ đi. Rồi mình ngủ đâu có được, thấy chồng vậy đâu có ngủ. Ừ. Thức về ngày về đêm canh chả đâu có ngủ đâu. Con ngồi nhớ hoài là ngủ đi, đừng lo tôi. Vậy hả? Có chừng cha chết rồi mình mới vừa chọc mắt thì chả nghe than cha hước lên hai ba cái cha chết. Làm còn ngồi vậy vừa nhìn thấy mặt cha hước là cha đi luôn. Thầy tới con thấy cái đường gạch mà. Đường gạch gì đâu? Đường gạch thẳng luôn á. Có đâu rồi. Đâu? Tại mày bắt đèn mà nhìn thấy gì á. Ở đây rất là nhiều cô chú cũng khổ cái tình trạng giống nhau á. Dạ. Nên thành nữ là mỗi người mỗi cảnh khổ khác nhau ha cô bác anh chị. Dạ. Không cảnh nào giống cảnh nào hết á. Một gia đình thì khổ khác nhau chân á. Kẻ thì có tiền chút đỉnh đi nuôi sống gia đình đi, kẻ thì nghèo khổ không có tiền. Hôm nay thì Bụi Hồ ghé đây á để xem một số cảnh của cô chú anh chị để mà có dịp sẽ quay trở về đây. Dạ. Cái này mà quý mạnh thường quân hỗ trợ chứ bây giờ mà nếu như mà giúp người này không giúp người kia thì cũng thấy cũng rất là khó, tại vì đa số là cô chú rồi nhiều ai cũng đều khó khăn giống như nhau hết á. Dạ. Nên là nữ là ngồi nghe nói cái số người kiều của cô chú này á khổ lắm, nên là nữ là cứ ghé mình tìm hiểu trước, nên là nữ là sẽ cố gắng quay liên hệ với chính quyền quay hỗ trợ lại sau. Dạ, dạ. Chị Mai ha. Dạ. Dạ. Cũng lại đây quay nhiều lần rồi. Cũng quay rồi cũng lại hỗ trợ vậy. Ừ. Hứa là hỗ trợ. Dạ. Ngồi xuống đi. Ngày hôm nay á thì em tìm hiểu các cô chú ở đây á thì em cũng có duyên với chị, em gặp chị ha. Thì em thấy chị cái câu chuyện là bán mì để mua đinh đóng nhà. Nếu vất vả quá, móc ra thì còn có 1.000 thôi. Em thay mặt cho cô My ở Mỹ á, gửi cho chị trước tiên 1 triệu để có để là mua ít nhang để thắp hương cho anh nè. Rồi mua đinh để đóng nhà hay là mua một vài tấm tôn dựng lên cho kín đáo cho các bé giùm em nha. Tại vì rất là nhiều cô chú anh chị ở đây nên là nữ là chắc có thể là em sẽ quay trở lại nữa, thông qua chính quyền em sẽ quay trở lại nữa. Còn ngày hôm nay thì tình cờ gặp chị, em không có chuẩn bị nhiều tiền nên là nữ là gửi cho chị rồi cái để gửi cho chị để chị xoay sở trong cuộc sống trước he. Mai mốt em sẽ đi vòng em sẽ quay trở lại với cô Mỹ, cũng mang ơn cô Mỹ. Cô My dạ. Mang ơn móc túi ra còn có 1.000 bạc à, nữ mũi lòng quá. Dạ. Nghèo khổ tới cũng đá 1.000 không có tiền mua uống nữa. Nên là nữ là Bùi Hồ chủ trương là dự định của Bùi Hồ xuống đây chủ yếu là để tìm hiểu, tại vì biết ở đây gần 200 hộ đang còn ở tại đây, nên là nữ là cái mục đích giúp đỡ cuối cùng á là có thể mua vài tấm tôn để đóng tạm lại những cái vách nè, hoặc là mua mì gạo hỗ trợ cho cô chú, cái đó là điều quan trọng. Còn bây giờ gặp chị đây á chỉ còn có 1.000 không có tiền mua tôn đóng nữa, nên hỗ trợ trước cái phần này mong chị cố gắng vượt qua khó khăn ha. Rồi. Cảm ơn. Dạ.